quý vị, vụ một tài xế lái ô tô biển xanh gây tai nạn liên hoàn tại thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang khiến một nữ sinh tử vong đang khiến dư luận xôn xao. Nhiều quý khán giả đã đặt ra câu hỏi, vậy ai cầm lái chiếc ô tô gây tai nạn và chiếc xe này do đơn vị nào quản lý? Theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm, xe biển xanh gây tai nạn ở Phú Quốc từng được đăng ký chủ sở hữu là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau đó thanh lý cho một cán bộ nghỉ hưu tỉnh Kiên Giang và vị này bán lại cho người dân ở thành phố Phú Quốc. Ngày 15 tháng 11, theo quan điểm của công an địa phương, đơn vị sẽ điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm, không loại trừ khả năng xử lý chủ xe về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Cũng trong ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Phú Quốc đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Như báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14 tháng 11, chiếc ô tô biển xanh chạy từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ thuộc thành phố Phú Quốc. Khi đến khu vực tượng đài, xe này va quẹt với một người đàn ông rồi bỏ chạy khoảng 200m thì tông vào 6 thùng rác bên lề đường. Tiếp đến, tài xế cho xe tấp vào giải phân cách, nhưng thấy có người đuổi theo nên lái xe bỏ chạy. Khi đến đoạn phía trước trường Trung học phổ thông An Thới, xe này gây tai nạn với hai học sinh trung học phổ thông, trong đó có một nữ sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phú Quốc nhưng tử vong sau đó. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế bỏ chạy, bị người dân truy đuổi, tài xế chạy thêm khoảng 150m thì xuống xe, bỏ trốn. Công an thành phố Phú Quốc đã tạm giữ tài xế xe biển xanh này. Qua kiểm tra nồng độ, tài xế gây tai nạn trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu. Những thông tin mới nhất liên quan vụ tai nạn này sẽ được báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức trên kênh YouTube báo Thanh Niên.